Xin chào mọi người. Hôm nay trong một ngày đẹp trời, nắng chiều đó, mình sẽ quay một cái clip nói về ngôi nhà mình đang ở. Không phải ngôi nhà này, đây là nhà của người ta. Mọi người thấy thì đây là cái con đường chính đi vào nhà mình. Nhà mình ở phía bên tay trái này. Nhà ở Nhật thì có rất nhiều nhà là sẽ quay lưng lại đường cái này, thay vì quay cái cổng chỉ ra trước như nhà này đi thì không. Nhà mình thì quay cái lưng ra. Đây là mặt sau của nhà mình đang ở. Đây là cái lối đi để vào nhà. Cái lối đi vào mặt tiền. Đây mặt tiền nhà đây. Thay vì cái cửa chính hướng ra ngoài đường thì cửa chính này sẽ hướng vào trong vườn cây. Rồi bây giờ nhìn tổng quan ở ngoài vào thì nhà mình có một số thứ như sau. Như mọi người đang thấy ở trên cao này là cái cửa ra của cái máy hút mùi ở trong bếp. Đây là cửa bếp. Hai cái tròn tròn ở trên đây là cũng là cái cửa ra của máy hút mùi. Bên này là máy hút từ nhà vệ sinh, còn bên này là hút từ phòng tắm. Đây công tơ điện. Còn cái máy này là một cái máy nước nóng, cũng đặt ở ngoài trời luôn. Máy nước nóng này thì sẽ dùng năng lượng là dùng ga để đốt nóng nước, nhưng mà nó lại dùng điện để chạy cái bảng điều khiển. Thì tí nữa mình sẽ qua vô nhà mình quay cái bảng điều khiển cho các bạn xem. Như mọi người đang thấy thì ở trên cái lối đi có hai cái nắp cống. Hai nắp cống này là của nhà tắm và nhà vệ sinh. Một cái là chứa nước, còn một cái là chứa phân. Bên này họ có vẻ rất là chú trọng về vệ sinh, dù là nó chỉ là mùi. Cho nên là chúng ta có thể thấy là ở trên này nó có cái máy này là để khử mùi hầm á, là lúc nào nó cũng sẽ cắm điện chạy 24/24 luôn. Nó sẽ liên tục khử mùi để cho xung quanh này không có hôi á. Đây là cửa sổ phòng tắm này. Bên hông nhà thì sẽ có cái đồng hồ nước để cho cao, không có để dưới đất như Việt Nam. Và bình ga này cũng để ngoài trời luôn. Bình ga này cao khoảng gần 1m4. Khi nào nó sắp hết thì sẽ tự động có người đến thay, kiểu như là người ta cũng xem cái mức tiêu xài rồi người ta đến thay định kỳ cho mình luôn. Mình không phải quan tâm đến việc mà đi mua bình ga hay là thay bình ga, họ sẽ tự thay, xong rồi hàng tháng họ sẽ gửi hóa đơn tiền ga, điện, tiền nước về nhà. Đây là cái tường ở bên hông nhà ha, như mọi người đang thấy thì những cái móng nó cao lên như vậy nè. Mà ở trong này nó có vẻ như là rỗng, tại vì nó có mấy cái chỗ thông gió giống như vậy. Còn cái tường á thì nó là một miếng rất là bự. Cái miếng này là nó là liền nguyên khối luôn đó. Nó là từng bảng như vậy. Thì ở chính giữa thì nó mới ghép lại, giống như trò chơi lắp ghép á. Còn ở đường giữa hai miếng thì nó sẽ giống như là dán lại với nhau. Cái đường ở giữa mà mình đang quay á, ở trong nó là một cái chất liệu giống như là xi măng á, nó kết giống như là xi măng nhưng mà nó lại mềm giống như là silicon á, mình ấn vô được. Tức là nó rất là kết dính và vừa rất là dẻo. Có lẽ là nhờ vậy mà mỗi lần động đất thì cái nhà nó không bị sao hết, mặc dù mình cảm giác như là nó rung và đồ nó rớt xuống hết, nhưng mà cái tường á nó vẫn không có suy xuyển gì hết nha. Đó, ở chỗ cái phần móng nhà nó cũng có những cái chỗ thông gió như vậy. Rồi đây cửa chính. Khi mở cửa ra thì mình có thể thấy ngay một cái bậc thềm mà dùng để ngồi, để mang giày mang dép á. Đây là cái phần mà mình thấy có vẻ là nó rỗng ở trong nè. Từ cửa ra vào đi vào là cái bếp. Trên cùng là cái máy hút mùi mà lúc nãy mình đã chỉ cho mọi người cái cổng ra của nó á. Thì ở trong thì nó nhìn nó như vậy. Khi nào cần thì mình mới bật lên. Đó. Bật lên thì nó còn kêu rè rè, bắt đầu nó hút nè. Nó sẽ hút đi ra ngoài. Mà cái máy hút mũi Việt Nam thì mình không biết sao nó không có cái chỗ đi ra ngoài, nên không biết là nó hút xong rồi nó đi đâu.
đây là cái bảng điều khiển nước nóng á. Mình là cái nước mà sẽ đun bằng ga nhưng mà là chạy bằng điện á. Mình chỉnh nhiệt độ ở đây này. 4 đó, bao nhiêu độ thì mình sẽ chỉnh. Thì cái nhiệt độ này sẽ là cái nhiệt độ của nước ra ở trong vòi á. Nước nóng này 42 độ. Thì cái nước ra ở đây là 42 độ. Với lại trong phòng tắm nữa. Ở đây là nhà vệ sinh. Ở trước nhà vệ sinh có một công tắc. Công tắc này là công tắc chung trong đây. Nghĩa là khi mà mình bật công tắc á thì thứ nhất á là sẽ bật đèn. Thứ hai là cái máy hút mùi ở trong nhà vệ sinh. Thì nó cứ ra ra xong rồi nó hút mùi ra cái lỗ hồi nãy mình chỉ. Rồi thì thứ ba là cái ổ cắm này. Ổ cắm này nó sẽ chạy cái bệ bàn cầu mình để làm ấm nè, xả nước rửa tùm lum. Đây là phòng tắm. Nếu mà bật cũng vậy, nếu mà mình bật cái công tắc phòng tắm á thì thứ nhất là nó sẽ mở đèn, thứ hai là nó sẽ chạy cái hút mùi ở trên trần. Đây là cái nước mà mình chỉnh nhiệt độ ở cái bảng điều khiển ở bên ngoài ạ.